Rất là ngại nhưng mà vẫn phải nhận thôi, vì anh ở tận trên Thái Nguyên đến mà tặng tôi mà tôi không nhận thì rất là buồn, vì thế tôi phải nhận cho anh để anh vui. Cảm ơn anh nhé, chúc anh thành công. Rồi ok. Mình chẳng có gì đâu, mình có cái gọi là cây nhà lá vườn, gọi là ít gạo lếp 3 cân mang xuống tặng này. Tình cảm là chính. Thành công nhiều trong cuộc sống nhỉ. Dạ em cảm ơn. Phải chúc nhanh được. Kim cương. Đúng rồi đấy. Chúc anh thành công tiền. Trong công việc. Nhiều tiền hơn nữa. Chúc anh thành công, đại thành công trong công việc. Lần đầu tiên có người tặng gạo lếp cho chưa. Em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nhiều. Rất là ngại nhưng mà vẫn phải nhận thôi, vì anh ở tận trên Thái Nguyên đến mà tặng tôi mà tôi không nhận thì rất là buồn, vì thế tôi phải nhận cho anh để anh vui. Cảm ơn anh nhá. Chúc anh thành công. Thành công nhá. Dạ, anh cũng nhiều tiền nhá, kéo tí nữa nhá. Ông như này không gầy đâu. Ôi, đau cả tay.